trọng đến việc mang lại sự riêng tư và cảm giác dễ chịu nhất cho người sử dụng. Bộ sưu tập giúp anh chị em tạo ra một không gian phòng tắm trở thành nơi thư giãn lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng. Công nghệ tiên tiến và tiện ích. Các sản phẩm trong bộ sưu tập EU Standard được trang bị công nghệ tiên tiến nhất. Ví dụ công nghệ tráng men siphon tech trên rộng rửa mặt của Toto giúp chống bám bẩn và vi khuẩn. Trong khi sen cây Cloudy Fredline với ban nhiệt độ điều chỉnh đến 38 độ C đảm bảo sự an toàn và tiện lợi. Những công nghệ này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng mà còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Phối hợp và tạo ra một không gian đồng nhất và đẹp mắt.